Nvidia một lần nữa trở thành cao cấp. Nvidia đã công bố GeForce RTX 3090 Ti siêu cao cấp tại C2022. Là bản nâng cấp siêu phí cho RTX 3090 hàng đầu của Nvidia. RTX 3090 Ti hiện là các đồ họa chơi game mạnh mẽ nhất mà Nvidia từng thực hiện. Câu hỏi là ai sẽ mua nó? Để bắt đầu, trừ khi bạn muốn chơi các trò chơi mới nhất ở độ phân giải 8K, thì RTX 3090 Ti có thể sẽ hoạt động quá mức cần thiết. Hiện tại, không có trò chơi nào nhấn mạnh RTX 3090 và RTX 3080 Ti và RTX 3080 có nhiều khả năng. Vì vậy, với tư cách là GPU chơi game mạnh nhất và có thể là đắt nhất của Nvidia, RTX 3090 Ti sẽ dành cho những người sẵn lòng trả tiền cho hiệu suất mà họ sẽ không cần trong một thời gian. Đó là ngay cả khi bạn có thể tìm thấy một chiếc trong kho GPU vẫn thực sự khó để có được. Tuy nhiên, chúng tôi luôn thích nhìn thấy các GPU mới, đặc biệt là những GPU thực sự thúc đẩy phong bì, và RTX 3090 Ti có vẻ được thiết lập để làm điều đó. Đó là một GPU quái vật theo Jeff Fisher của Nvidia. Đáng buồn là chúng tôi không nhận được nhiều thông tin về RTX 3090 Ti, ngoại trừ việc nó có 24GB bộ nhớ GDDR6X với băng thông 21GB trên dây, bằng với dung lượng bộ nhớ của RTX 3090. Nhưng băng thông nhanh hơn nhiều. Theo Fisher, nó là nhanh nhất từ trước đến nay. Anh ấy cũng đưa ra một số thống kê khác, bao gồm RTX 3090 Ti sẽ đi kèm với 40 teraflop đổ bóng, 78 teraflop AT và 320 teraflop, nhưng điều đó không có nghĩa là nhiều cho đến khi chúng tôi thực sự chơi với thứ này. Theo Fisher, chúng tôi sẽ phải điều chỉnh vào cuối tháng này để biết thêm chi tiết, vì vậy hy vọng chúng tôi sẽ tìm ra loại thẻ giá này. Phân tích cái này dành cho ai? RTX 3090 đã là một sản phẩm thích hợp do sức mạnh và giá cả của nó. Vậy RTX 3090 Ti nhắm đến ai? Các game thủ chơi ở 4K hoặc thấp hơn có thể sẽ tốt hơn khi mua một CPU rẻ hơn. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một CPU để chơi game và thực hiện một số sáng tạo nội dung nghiêm túc thì RTX 3090 Ti có thể dành cho bạn. Nó sẽ không nghi ngờ gì nữa, nhưng vẫn rẻ hơn so với CPU chuyên nghiệp của Nvidia, và có vẻ như chúng ta sẽ không tiếp tục phù hợp với RTX Titan thế hệ cuối cùng, như chúng tôi đã tìm thấy với RTX 3090. Chơi game 8K giờ đây là một khả năng, mặc dù với một số thỏa hiệp. Nếu RTX 3090 Ti có thể làm 8K tốt hơn nữa mà không có những thỏa hiệp đó, chẳng hạn như giảm hiệu ứng đồ họa, thì đây sẽ là GPU dành cho những người đam mê muốn có một GPU tương lai để chơi game 8K. Ngoài ra, với việc phát hành RTX 3080 Ti, Nvidia đã thu hẹp khoảng cách giữa GPU chơi game giá cả phải chăng hơn và RTX 3090. Với một số người cho rằng RTX 3080 Ti khiến RTX 3090 trở nên dư thừa cho chơi game 4K trở xuống, RTX 3090 Ti lại mở rộng khoảng cách đó, nó sẽ được sử dụng cho hầu hết các game thủ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!